Trước mặt chúng ta là một tác phẩm nó nổi đình nổi đám từ hôm qua nay. Đó là tác phẩm Đại Thế Vân Tùng. Anh em thì chắc là cũng yêu cây thì chắc chắn là cũng phải qua nay phải để ý rồi. Tác phẩm phải nói là kinh điển. Em chào anh ạ. Anh tên là gì anh nhỉ? Mình tên là Thắng. Anh Thắng đến từ đâu? Anh đến Thái Bình. Thái Bình à? Anh thấy tác phẩm này thế nào anh? Tương đối là đẹp. Nó em thấy nó là một cây đại thụ. Nó là cây bonsai cỡ đại anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chi tiết tác phẩm. Tác phẩm này đã chuyển về cho anh Chí Thường Tín ngày hôm qua. Bộ răm tàn của nó làm kinh điển nhỉ, kỹ. Cây phong dáng quá đẹp luôn. Dáng dấp đẹp. Dáng dấp đẹp. Nhưng thực ra em, quan điểm của em là em thấy cây này nó chưa được giả anh ạ. Đúng rồi, cây đúng rồi. Nó là một cây hiện tại là phong dáng em không chê được gì cả. Nhưng cá nhân em thì cảm thấy nó chưa được được giả. Chưa được. Mịn màng này. Đúng rồi. Chưa mịn. Chưa mịn. Đúng rồi đấy. Dáng thì dấp thì đẹp phải dáng nhưng mà nó cái này chưa mịn. Nó là một cây bonsai thì nó phải dáng rất là đẳng cấp. Đây chúng ta cùng bắt cận. Cái nước da của nó chưa được đẹp lắm không anh? Đây cái bộ rễ cũng đang trong quá trình hình thành. Mình nói là không nhìn trông mê đi. Khủng khiếp thật. Cái bộ cua, cái độ côn giật của nó thì đúng là hiếm có. Giật không biết bao nhiêu phát anh em ạ? Có lẽ cây này là cây đỉnh ở đây đấy. Cây này theo một số anh em thông báo hôm qua giao dịch 30 tỷ đấy bạn. Để bác cũng rất yêu cây, giữa trời nắng anh em nhá, vẫn đã đi ngắm cây. Ôi, bonsai Nam Định xin kết thúc video ở đây và hẹn anh em vào một ngày sớm nhất. Xin chào tạm biệt anh em nhé.